Xin chào tất cả quý các bạn đã quay lại kênh Hướng Dẫn Ô Tô nhá. Và hôm nay thì lên sóng cho các bác một em HD72209. Đây, bác làm hợp việc, em nào mà vừa túi tiền thì có thể tham khảo em này nhá. Em này cũng là hàng nhập luôn, HD72209 nhá. Đấy, báo giá luôn cho bác là đang có giá là 395 triệu và giá thì có thương lượng tại salon. Nếu bác nào mà thiện chí thì có thể xuống trực tiếp salon tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên để xem xe các bác nhá. Đây, sẽ quay sơ qua em này cho các bác này. Biển 89 Hưng Yên nhá. Xe HD72 3 tấn rưỡi, chiều cao là 3 mét rưỡi các bác nhá. Xe nhập. Đây là chất lượng xe vẫn rất là tốt các bác ạ. Cam kết các bác là không đâm va tai nạn gì nhá. Đây. Các bác về thấy tất cả nội thất bên trong vẫn khá là đẹp nhá. Còn rất là tươi, sạch sẽ nha. Chủ trước rất là giữ gìn đó. Tất cả từ những phần cửa kiếc là nó không bị sập sạch, nó không bị lệch hay xô méo gì các nhá. Thùng bệ này. Thùng này thì em đã thay thùng mới rồi các nhá. Thì thùng trước của nó là thùng bửng liền. Đây thấp này nó là bửng liền các nhá. Thay thùng mới lăm bừng mở lên cho các bác dễ dàng thuận tiện trong công việc. Đa phần là các bác hợp việc cái loại bừng lăm bừng mở hơn, chứ bừng liền thì không thông dụng lắm nhá. Đây tất cả phần chassis này, em này thì tải trọng còn 3 tấn thôi các nhá, thì Hyundai nào cũng bị hạ tải mà, loại con đời thấp nào cũng bị hạ tải thôi. Đấy, chassis các thứ này, xe cũng dọn rửa đâu, dầu mỡ vẫn còn ở chassis đây. Đấy, đây là bôi dầu bóng coi nhá, và không mối mọt, xe không có đâm va tai nạn gì thì các bác yên tâm. Lốp lap này, em này dán lốp đến còn đến khoảng 85-90% các bác nhá. Đấy, dán lốp gần như mới, rất là đẹp. Xe về thì các bác chỉ cần lăn bánh thôi, không phải làm thêm gì cả nhá. Tất cả thùng bệ thì em lắp cái thùng này cũng còn rất là chắc chắn, vuông vắn xe, chất lượng xe cũ thì nó cũng tương đối thôi các bác nhá. Bác vào thiện chí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em truyền hình, giá cả vẫn còn thương lượng. HD72 đời 2009 xe nhập khẩu nhá, 395 triệu, giá cả có thương lượng, chiều cao 3,5 mét cho các bác này. Lót sàn đầy đủ, sàn sắt rất là chắc nhá. Hai bên thành thùng này. Đấy, còn tương đối đẹp. Cái này biển Hưng Yên luôn, nếu bác nào mà có nhu cầu rút hồ sơ thì em sẽ rút cho các bác. Hưng Yên rút rất là nhanh, không như Hà Nội nhá. Đây. Xe siếc rất là đều, xe vuông vắn các bác nhá. Từ nội thất cabin cũng rất là đẹp. Cabin em này rất là còn rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Pin rất là nhiều. Cũng chỉ bắn tỉa thôi. Xe cũng khá là chất. Cám thì vẫn còn vài tháng nữa các bác nhá. Xe cam kết cho bác là không lỗi, không có đâm va tai nạn một nước gì có nha, nên là các bác cứ vô tư thôi. Bác làm một thiện chí thì có thể alo cho em số điện thoại bên em trên màn hình nhá, và địa chỉ nhà em tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên. Nếu bác làm mà có thiện chí xuống xem xe thì sẽ alo em, sẽ chỉ đường cho bác xuống tận nơi nhá, và giá cả thì vẫn còn thương lượng và giá tại salon cho bác làm xuống xem xe. Đó là thiện chí thì có thể alo cho em, báo giá lại em này cho các bác này. HD72 395 triệu, đời 2009 xe nhập khẩu nha các bác nha. Xe cực chất luôn, cam kết không lỗi. Bác là thiện chí alo cho em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.